biết cái tên em của đó siêu cái này là nó cao tới chợ đó, là sợ ông đổi tên hả rồi cho cái số đó rồi à, em anh tới như vậy bán sao chúng ta đường trong ta đi xuống nha, nó bèo phải sau rồi tấn 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 lúc đó là nhận ra đi tao không đáng không được chạm tới cái đống để không ví dụ như thế đó nói tôi xem mà đó xin mời xin mời anh Lê Quang Hương 66 làm sớm để kịp đi dự lễ. Thì thưa quý anh em, chắc chắn rằng đường xa xa xôi cũng có những người sẽ tới trễ, nhưng mà nếu chúng ta chờ đợi để đông đủ mới làm thì chúng ta sẽ không có đủ thời giờ để tiến hành những nghi thức sao. Khi đến địa bàn, C người đại diện đã chuẩn bị đề cử một người trong họp mặt thường niên năm tới 2010. D bổ sung danh sách đã in. Mục D họp mặt năm tới. Họp mặt năm tới sẽ họp tại Đồng Nai. Ngày giờ địa điểm sẽ được thông báo sau. Và cho đến bây giờ vẫn còn là của Sao Biển Sài Gòn vùng phụ cận. Khi có ban đại diện, nếu anh em muốn
thì tính sao? Tiếp đến là nhóm thực hiện sẽ phát biểu cùng anh Cẩm và anh Khanh đảm trách. Đây nữa là biếu không cho anh em trong vùng và một ít cho các anh em ở những vùng khác, ưu tiên cho những anh em có viết bài từ các vùng xa xôi đi vượt cả không gian đêm hôm, bỏ cả giấc giờ ăn giấc ngủ để đến với cuộc họp ta. Tiếp đến là để triển khai, tôi xin kính mời anh Hoàng sẽ có đôi lời trong một cái bài. Xin thay mặt anh em đại diện Sài Gòn phụ cận, anh em sẽ biết Sài Gòn phụ cận là Sài Gòn, chúng tôi xin tuyên bố lý do của lần thứ 11 này. Như truyền thống của anh em Sài Gòn phụ cận thì cứ mỗi năm chúng tôi tổ chức họp mặt tại một trong ba địa điểm là Sài Gòn, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Cái vinh dự trước tiên mà chúng tôi hôm nay được kể từ năm 1999 và 2009 đến nay lại quay về tại nhà của tôi, và đó là một cái lần gọi là phải nói thẳng là rất đầy ý nghĩa. Và tôi xin tuyên bố cuộc họp lần thứ 11 bắt đầu. Xin giao cho xin tiếp theo chương trình là lời chào mừng của anh em của Bà Rịa Vũng Tàu. Cuộc sống biển và gia đình của anh em, tôi xin được đại diện cho anh em Bà Rịa Vũng Tàu cũng như thay lời để có lời chào thân ái tới tất cả các anh em cũng như gia đình của các anh em ở từ xa gần về đây để dự họp phiên họp theo trình tự của chúng ta hôm nay là của Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xin thân ái kính chào mừng tất cả các anh chị. Vô ta này. Thay và buồn thay thì trong cái thương là thương cho những anh em tôi có viết bốn câu như thế này: ai đã thao nước biết đổ mùa, dưới lên trời. Đó là cái tâm trí cái điều của anh em. Cho bây giờ là xin cho mình tiến lên cho mấy lời. Ở đây thì chú ý là trẻ hơn, nhưng mà ở đây kế bên tôi là cha Mai Hứa cùng lớp với tôi và Duy Anh Châu, và chúng tôi cũng đang chờ một chiếc xe từ Bình Tuy cho vô nữa. Bây giờ chỉ còn xe Bình Tuy và xe một xe ở hai xe ở Sài Gòn, xe của anh Hoàng Ngọc Quang và xe của anh Tuấn 84. Xin tiếp theo là xin giới thiệu tất cả của anh em là hôm nay buổi họp mặt, ngoài anh em trong vùng Sài Gòn phụ cận còn có những anh em ở Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết và Bình Tuy. Chúng ta xin cho chào một tràng pháo tay ạ. Và trong khi ấy thì xin anh em chúng ta vì họp mặt thì cũng có cho nên ai chưa làm thủ tục mà trong vấn đề họp mặt xin ghé lại cái bàn có cái gì ủng hộ để cô địa phương chúng em tay nhắc nhở cô thần tử là tạm thời chúng tôi sẽ xin chia như thế này: lớp 5 B7 thì chỉ có một mình anh Thể, tức là anh Tổng, thì đương nhiên là anh là đại diện cho chính mình và đại diện cho chính lớp của mình. Nhưng mà hôm nay thì anh Thể anh đi dịch cho nên anh không có đến dự được. Lớp số 10 thì bỏ được tôi làm trưởng lớp cho nên tôi ghi luôn. Lớp số 11 xin nhờ anh Hoàng Thanh. Lớp số 12 nhờ anh Hoàng Ngọc Quang. Lớp số 13 xin nhờ anh Lưu Văn Học và Kim Luân cùng Long Cánh. Xưa nay thì anh Hoàng Ngọc Khánh đảm trách cái người đại diện của vùng Long Cánh, nhưng mà bữa nay là anh ta chán Long Cánh, anh ta vô Sài Gòn, anh ta làm việc rồi, làm phó chủ nhiệm. Cho nên là chúng tôi xin đề cử anh Lưu Văn Học vừa là đại diện của lớp 63 và kia luôn là cái vùng Long Cánh. Lớp 64 thì chúng tôi không tìm ai nữa, ngoại trừ anh Phan Kim Hải, lớp 64. Nhưng mà hôm nay vì ông già bà già cũng đang đau nạn cho nên xin có lời cứu từ. Lớp 65 xin nhờ anh Nguyễn Đình Huy.
Lớp 66 nhờ anh Lê Quang Hương. Lớp 67 nhờ anh Châu Lê Phương, cũng là từ lớp của lớp 67. Lớp 68 nhờ anh Nguyễn Đình Truyền. Lớp 69-70 nhờ anh Nguyễn Lương Thiện và Kim Luân là đại diện vùng Sài Gòn, bởi vì anh Thiện rất là tốt đây. Lớp 71 mà hôm nay tôi rất mừng, bởi vì đó là cái lớp mà tôi đã dạy nhiều và rất may mắn là hôm nay được 4 người đến và chúng tôi sẽ đề cử xin.